Chỉ vì ghen tuông mà nguyên thiếu úy công an đã tạt axit vào vợ sắp cưới. Nỗi đau về thể xác và tinh thần của gia đình cô gái lên đến tận cùng. Sự ghen tuông, lòng hận thù đã cướp đi tuổi thanh xuân đang rộng mở. Câu chuyện một cô gái trẻ ở Đà Nẵng bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tạt axit đến biến dạng khuôn mặt đã khiến dư luận cả nước chấn động. Cô gái ấy tên là Lê Thị Lan Vi, sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Lúc đó là nhân viên chăm sóc khách hàng của một cửa hàng điện thoại di động. Theo đó, Vi và Nguyễn Trương Hải Nam, cựu thiếu úy công an, quen nhau từ năm 2016. Họ là bạn học cùng trường cấp 3 nên có biết về nhau. Sau khi gặp lại, cả hai tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ tình cảm. Vi cho biết, lúc đầu khi mới yêu, Hải là một người tốt, rất yêu thương chiều chuộng cô và có công việc ổn định. Được sự đồng ý của cả hai gia đình, tháng 4 năm 2018, Vi và Hải tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, sau lễ đính hôn, Vi cảm nhận Hải như trở thành con người khác, hay ghen tuông, nhiều lần tấn công chị. Biết bao lần, cô đề nghị được chia tay vì không thể sống với người đàn ông như thế suốt cuộc đời, nhưng Hải không đồng thuận. Khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Hải rót khoảng 400ml axit vào bình nhựa dung tích 750ml đến nhà Vi. Tại đây, Hải nói với ông Vũ là muốn gặp Vi để nói chuyện. Khi nghe bà gọi, Vi từ trên lầu 2 xuống và đi vào bếp lấy nước uống. Lúc này, Hải lấy bình axit tấn công vào mặt người yêu, khiến Vi bị bỏng. Một vài giọt axit văng trúng phần cổ của ông Vũ và bà mẹ Vi gây bỏng nhẹ. Vi đau đớn co người lại, riêng Hải thì nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, ông Vũ hô hoán hàng xóm đến giúp và báo công an. Kết quả giám định, Vi bị thương tích 46%. Vi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khuôn mặt của Vi bị tàn phá nặng nề do vết thương quá nặng. Vi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi chuyển ra Hà Nội chữa trị. Sự việc xảy ra ngay trước mặt bố mẹ, khiến gia đình bàng hoàng và để lại nỗi đau tinh thần cho cả nhà trong một thời gian dài. Thượng tá Trần Văn Tám, trưởng công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, hành vi bị can Hải là quá dã man, cần phải nghiêm trị. Chúng tôi đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân với tòa án đưa ra vụ này để xử, răn đe, cảnh báo chung. Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm khắc. Vụ việc xảy ra, công an đã kỷ luật cho ra khỏi ngành và giao cho công an quận Thanh Khê khởi tố, bắt giam. Chúng tôi không thể tha thứ cho hành vi này. Còn Vi, vợ sắp cưới của nguyên thiếu úy Hải cho biết: tôi quen Hải cách đây 3 năm. Hồi đó anh ta là một người đàn ông tốt, biết yêu thương và chiều chuộng bạn gái, công việc ổn định. Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi thấy có nhiều điểm tương đồng nên hai đứa quyết định xin phép hai bên gia đình chính thức qua lại rồi tổ chức lễ đính hôn. Thế nhưng, sau khi hai đứa chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì Hải bộc lộ bản chất thực sự. Anh ấy ghen tuông vô cớ, chỉ cần bạn bè tôi, ai đó lên mạng xã hội khen tôi xinh hoặc trêu đùa là anh ấy liền nhắn tin đe dọa. Không dừng lại, Hải còn đánh đập tôi nhiều lần, khiến tôi cảm thấy bất an khi gần anh ta. Một người hàng xóm của đối tượng Hải tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, sau khi biết sự việc, chị và hàng xóm ai nấy đều sững sờ vì không ngờ Hải có thể ra tay độc ác đến như vậy. Trong mắt bà con lối xóm, Hải là người thanh niên tốt, chưa bao giờ có điều tiếng gì. Hải đã sống ở đây rất lâu. Khi Hải yêu Vi, hàng xóm ai cũng biết và mừng cho gia đình Hải sắp thêm người, thêm phần ấm cúng. Sự việc xảy ra làm cả xóm bàng hoàng, đặc biệt khi nhìn thấy hình ảnh Vi trên mạng, ai nấy đều xót xa cho cô gái trẻ và không khỏi trách Hải. Chúng tôi không biết chuyện hai đứa ra sao, có thể vì ghen tuông, giận quá mất khôn, nhưng dù có bất cứ lý do gì, tệ hại tới đâu thì cũng không có quyền hủy hoại con người ta như vậy. Vi nhận ra những hành động không phải của bạn trai suốt thời gian qua nên đã chủ động chấm dứt chia tay. Khi nghe cô nói muốn chia tay, Hải khước từ, thậm chí còn chặn đường đến công ty nơi Vi làm việc, khiến cô không dám ra đường. Có lúc
thì Hải lại quỳ gối mong bạn gái tha thứ cho hành động của mình, hứa không đánh cô nữa, nhưng Vi vẫn nhất quyết chấm dứt mọi việc. Hải là một thiếu úy thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Đà Nẵng nên biết rõ sự nguy hiểm của axit và quy định của pháp luật, nhưng vẫn phạm pháp mà người hắn nhắm đến chính là người hắn hết mực yêu thương. Chỉ vì bản tính ích kỷ nhỏ nhen dẫn đến sự ghen tuông vô cớ, Hải đã đẩy người vợ sắp cưới của mình vào những đau đớn tột cùng của thể xác và tâm hồn, để lại trong cô gái những ký ức kinh hoàng sau khi phải hứng chịu cơn mưa axit lạnh lùng của người mà cô đã từng yêu thương. Bởi với một cô con gái, dung mạo nhan sắc là thứ quý giá nhất trong cuộc sống. Bị hủy hoại nhan sắc, bị cướp mất niềm tin và tình cảm là hai thứ đớn đau nhất đối với một người phụ nữ. Với hành vi tàn ác của mình, Hải đã bị tước quân tịch, cho ra khỏi ngành công an. Ngay sau khi gây án, Hải đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hải từ ngày 9 tháng 1 năm 2019. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đối với vụ cố ý gây thương tích do bị can gây ra. Rồi đây, với những bản án nghiêm minh của pháp luật, Nguyễn Trương Nam Hải sẽ phải trả giá cho việc trả thù tình bằng cách dã man độc ác. Tuy nhiên, cái giá đắng chát với Hải không chỉ từ những bản án của pháp luật mà chính từ sự dày vò, cắn rứt lương tâm đến suốt cả cuộc đời. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, trong một phút bốc đồng, Hải đã thực hiện hành vi tội ác và hiện nay Hải đang phải trả giá cho một đời xấu bóc lịch để trả giá cho những sai lầm mà hắn đã gây ra. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải, 24 tuổi, cựu thiếu úy công an phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Đà Nẵng về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên xét xử, bị cáo Hải khai do phát hiện tin nhắn tình cảm qua lại giữa vợ sắp cưới và một đồng nghiệp nam nên đã nảy sinh bực tức. Sự việc này khiến Hải ức chế, căng thẳng, nóng giận nên đã đánh chị Vi hai lần và quyết định mua axit để tấn công vợ sắp cưới. Khi được hỏi những chứng cứ, đó là những tin nhắn, đã được cung cấp cho các cơ quan tố tụng chưa, bởi hiện thông tin này không có trong hồ sơ, thì Hải cho rằng mình chỉ đọc được thôi. Do mâu thuẫn kéo dài nhưng không giải quyết được gây áp lực cho bị cáo, việc bị cáo mua axit để tấn công bị hại chỉ là hành động nhất thời, không kiềm chế được cảm xúc khi luẩn quẩn trong mối quan hệ tình cảm, bị cáo Hải nói. Bị cáo cũng cho biết mình là người sống nội tâm nên khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân, bị cáo không tâm sự cùng ai để giải tỏa những bức xúc của mình. Trước thời điểm khi gây án, Hải cho rằng mình còn yêu Vi và muốn hai người ngồi lại để nói rõ về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, hiện tại bị cáo không còn tình cảm gì nữa với bị hại. Thời điểm đó, bị cáo cảm thấy rất bức bối và mất kiểm soát. Tuy nhiên, bị cáo chỉ có muốn cảnh báo bị hại chứ không muốn hủy hoại gương mặt của Vi và bố mẹ Vi. Hiện tại, bị cáo không còn tình cảm với bị hại, tuy nhiên rất hối hận với hành động nông nổi của mình. Bị cáo Hải thanh minh. Hội đồng xét xử thấy hành vi phạm tội của bị cáo Hải mang tính chất đê hèn, dùng phương tiện gây án có khả năng gây hại cho nhiều người, nên đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt bị cáo từ 6 đến 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Trương Nam Hải, sinh năm 1995, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đã phải trả giá với bản án 8 năm ngồi sau song sắt nhà tù. Còn cô gái trẻ sau khoảng thời gian tuyệt vọng với nỗi đau thể xác và tinh thần đã có một cuộc sống mới, diện mạo mới. Mới đây, Lan Vi đã đăng tải bài viết chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau 3 năm gặp nạn. Cô xuất hiện với thần thái hoàn toàn khác hẳn, tự tin và vui vẻ hơn. Hiện cô đang du học ở Đài Loan, quyết định theo đuổi con đường học tập vượt khó ở tuổi 28. Ai cũng vui mừng vì sự hồi phục của cô, hy vọng rằng Vi sẽ tiếp tục giữ được sự lạc quan, vui vẻ này để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Vi tiết lộ, đến nay cô đã trải qua 21 lần phẫu thuật, có cả đại phẫu và tiểu phẫu. Trong đó, có 17 ca phẫu thuật phục hồi khuôn mặt tại Viện Bỏng Quốc gia và các ca phẫu thuật thẩm mỹ khác để lấy lại một đôi mắt đẹp. Một khuôn môi sinh,
con đường khôi phục lại nhan sắc của Vi khiến ai cũng phải khâm phục. Đối với mình, mỗi lần như thế là một lần mạo hiểm vì mình không dám chắc sau khi phẫu thuật mình sẽ trông như thế nào, hay liệu có thành công không. Trước đó, dù đã được phẫu thuật ghép da và mở góc mắt nhiều lần, nhưng vẫn không mở to mắt như bình thường được, dẫn đến tầm nhìn của mình bị hạn chế. Điều này khiến mình khá tự ti và hay dùng tóc để che bên mắt bị thương. Sợ nếu mình nhìn người ta sẽ thấy mình xấu. Từ khi đôi mắt được mở to, mình cảm thấy tự tin, yêu đời hơn. Dần dần dũng cảm hơn để đối diện với nỗi sợ trong lòng. Có câu nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Cửa sổ phải mở thì tâm hồn mới tươi sáng. Mình phải chiến đấu, phải có ý chí vươn lên thì cuộc sống mới tốt hơn được. Lan Vi tâm sự. Trải qua hành trình 3 năm với nhiều đau đớn, không chịu khuất phục trước số phận mà đã từng ngày vươn lên tìm lại chính mình. Giờ đây, Lan Vi đã lấy lại được sự lạc quan, yêu đời ngày nào. Câu chuyện của Lan Vi đã truyền cảm hứng về sự nghị lực, sự kiên cường vươn lên, vượt nghịch cảnh đến với giới trẻ hiện nay. Trong thực tế, không chỉ vụ việc trên, thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ trả thù tình do ghen tuông bằng những cách dã man, độc ác, thậm chí dẫn đến án mạng, sát hại người, khiến dư luận đặt ra câu hỏi: vì sao con người lại ác tâm đến như vậy, tàn nhẫn đến như thế? Ghen tuông là gì mà có thể biến những con người hiền lành thành ác thú? Ghen tuông là một triệu chứng của thói ích kỷ cá nhân, một cách thái quá, là biểu hiện của sự kém tinh thần. Khi những cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí, nên con người ta thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không phân biệt đúng sai, phải trái. Luôn gây ra cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong quan hệ tình cảm giữa hai người, dễ dẫn đến những hành động tiêu cực khi mối quan hệ xấu hơn. Khi đó, họ dễ rơi vào trạng thái hận thù, sẵn sàng nhẫn tâm sát hại, ra tay tàn độc với người mà họ yêu thương. Tất cả chính là biểu hiện của việc thiếu kỹ năng sống để kiềm chế cảm xúc dẫn đến quẫn trí làm liều. Để không còn những vụ trả thù tình dã man, con người cần học tập, trau dồi những kỹ năng như nhận diện, làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi, sống có nhân cách, trách nhiệm và tôn trọng người khác. Chỉ khi con người bớt đi tính ích kỷ cá nhân, tính sở hữu, biết tôn trọng người khác, thì khi đó những vụ án trả thù tình mới được hạn chế chấm dứt.